Kính chào quý anh chị ha, lại là em đây, Phan Hảo Rượu Tàu chuyên sang Hà Nội. Thì hôm nay chủ gửi bán gấp căn nhà một trệt hai lầu cực kỳ đẹp nha anh chị, nằm ngay trung tâm của thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngay nút giao cao tốc giáp với thành phố Bà Rịa nha anh chị. Cách khoảng tầm 100m là tới quốc lộ 55 rồi. Nhà một trệt hai lầu còn mới tinh ha. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 đứng đây nhìn thấy nha anh chị. Căn nhà phải nói là cực kỳ đẹp mà giá cực kỳ hơi đó. Một trệt hai lầu ngay trung tâm của thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Hướng này là ra ngay cổng chào nha anh chị, ngay cổng chào Long Điền, cổng chào Long Hải, ngay nút giao cao tốc nha. Cách khoảng tầm là đúng 100m nha, ngay quốc lộ 55, số nhà 52 D3, khu phố Long An, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu ha. Mời anh chị vào đi sâu vào căn nhà nha anh chị. Đây là phía trước sân, phía trước hiên của mình ha. Đây là gara ô tô đây. Một trệt hai lầu nha anh chị. Đây là tầng trệt. Nhà rất là đẹp nha, còn mới tinh luôn. Anh chị nói chung là xách vali vào ở thôi. Đây là phòng khách này, kim luôn phòng bếp ha. Còn đây là cầu thang lên lầu. Mình là có hai lầu nha anh chị, một trệt hai lầu. Thì ở dưới này là có một phòng ngủ và một toilet nha anh chị. Phía bên này là có một cái lavabo rửa tay ha. Đây là toilet phòng tắm này. Ok chưa? Còn đây là phòng ngủ ha. Phía sau phòng ngủ có một cái cửa mình để giống như cái kho nha anh chị. Giống như cái kho thôi ha. Ở đây là khu dân cư nha anh chị, trường học, ủy ban, chợ rất là gần luôn. Ngay trung tâm thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tổng diện tích căn nhà của mình là 126m², ngang là 15m₅ ha, sâu vào trong là 16m₅. Nói chung là nó xéo giống như hình tam giác nha anh chị. Nhưng mà nhà rất đẹp nha. Rồi trên lầu 1 của mình là có 3 phòng nha anh chị. Đây một phòng này. Đây có phòng Peter. Phòng Peter. Có toilet luôn ha. Toilet này. Toilet phòng tắm luôn. Rất là rộng luôn nha. Đó, nói chung là em quay nhanh thôi, anh chị nói là quay nhanh thôi, đừng quay lâu quá, quay lâu mất thời gian. Đây là ban công lầu 1 nha. Đây. Đó, khu dân cư đông đúc luôn nè. Đối diện mình hả? Đó, một phòng master này, lầu 2 là một phòng master. Đây một phòng nữa nè, hai phòng. Bên này phòng nữa là ba phòng. Ba phòng nha. Nói chung là anh chị gắn máy lạnh nữa là ở thôi ha. Toilet này, phòng tắm đây luôn. Ok ha. Rồi mình lên lầu 2 nha. Nhà rất là đẹp nha anh chị. Rất là đẹp. Đó. Phía trước mình là sân thượng nha. Phía trong này là chủ thiết kế một phòng và toilet ha. Toilet đây rất là rộng, là vô. Bồn cầu đây ha, bồn cầu này. Mình là thị trấn Long Điền nhưng mà giáp với lại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa nha anh chị. Đây. Anh chị đứng đây nhìn thấy trường học sư phạm và trường học dầu khí của phường Long Toàn đây nha anh chị. Đây. Hai cái trường học sát bên luôn này. Đứng đây là nhìn thấy phường Long Toàn của thành phố Bà Rịa ha. Còn phía trước đây là ban công. Để em quay lại cho anh chị xem nha. Đó, ban công phía trước đây rất là rộng nè, anh chị có thể thiết kế thêm phòng ở đây được luôn nha. Sân rất là rộng luôn. Ở phía trước xe đang chạy đó là đường quốc lộ 55 nha anh chị, ngay cái hàng cây đó ha. Cái hàng cây đó là quốc lộ 55. Thì xe Hoa Mai Toàn Thắng là đi ngang qua luôn nha anh chị. Còn đây là cổng chào Long Điền và cổng chào Long Hải nè anh chị. Đây cổng chào, có cổng chào này. Nó hơi chói nha. Đó anh chị thấy cổng chào không? Đây chứ thường lộ Bình An đó. Ngay thường lộ Bình An đó là ngay cổng chào Long Điền và cổng chào Long Hải, ngay nút giao cao tốc đó luôn. Bây giờ em sẽ quay ra cho anh chị xem nha. Hiện tại chủ đang mong muốn với giá chỉ có 2,5 tỷ thôi. 2,5 tỷ thôi nha. Đây là trung tâm của thị trấn Long Điền này. Đó, rồi, đây là tầng trệt ha. Bây giờ em sẽ quay ra quốc lộ 55 ha. Đây, ở phía trước sân này. Anh chị đậu ô tô thoải mái luôn ha. Rất là rộng luôn nha anh chị. Đây là cái gara nha. Phía trong này, phía bên này anh chị có thể làm một cái phòng trà.
À, làm một cái chổi gỗ ở đây ha, mình làm mình cà phê cà pháo đây, quá tuyệt vời luôn ha. Để em quay ra quốc lộ 55 cho anh chị xem nha, sát quốc lộ 55 luôn. À, mình là 15,5 m mét mặt tiền nha, sâu vào trong là 16 m. Ra đây một chút xíu là khoảng tầm 100 m thôi là tới quốc lộ 55 rồi nha anh chị, rất là gần luôn rồi. À, đường này đường quốc lộ 55 nha anh chị, à, liên xã liên huyện liên tỉnh luôn ha, ngay cổng chào Long Điền, cổng chào Long Hải, à, ngay nút giao cao tốc ha. À, thì đường quốc lộ 55 này là xe Hoa Mai toàn tháng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về biển Phước Hải, Long Hải, Bộ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc là đi ngang qua vị trí của mình luôn nha anh chị. Phía trên này là vòng xoay hai con rồng ha. Sau này là đường dẫn cao tốc đang làm rồi nha anh chị. Sau này anh chị đi cao tốc đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Vũng Tàu nè, đi bộ vào căn nhà của mình luôn. Ok chưa? Giá chỉ có 2,5 tỷ, còn thương lượng mạnh luôn ha. Nói chung là anh chủ đang kẹt tiền mà mong muốn bán gấp. Đây. À. À, nút giao cao tốc chuẩn bị làm xuống tới đây luôn nha. Đây. À, bên kia là cổng chào Long Hải nè. À, bên kia là cổng chào Long Hải, bên này là cổng chào Long Điền. Đây là vòng xoay con rồng, hai con rồng còn gọi là vòng xoay vũng vằng nha anh chị. À, anh chị đi thẳng hướng kia là đi về Trường Chinh, đi về quốc lộ 51, đi về thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn anh chị rẽ phải thì đi vào trung tâm của thành phố Bà Rịa. Còn đường Hồ Trí Tăng là anh chị đi thẳng vào đây là đi vào trung tâm của thị trấn Long Điền. Nhà của mình là ngay sát quốc lộ 55 này. Một trệt hai lầu cực kỳ đẹp nha, giá cực kỳ hời. Liên hệ 0906 779 152, không quen cho em một follow, một tin, một đăng ký anh chị. Mời anh chị xem sổ, xem quy hoạch, xem vị trí đây luôn ha. Và đây là sổ của mình nha anh chị, mình là sổ Hùng Viên, tên chứng sang tên ngay nha. Thửa đất số là 133, tờ bản đồ 113, địa chỉ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích là 126,3 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 60 m thổ cư, còn lại đất lúa, thời hạn đất ở lâu dài ha. Và đây là cái thửa của mình nha anh chị, à, mặt tiền đường bê tông ha, ngang 15 m, sâu 16 nè. 60 thổ cư đây ha, em mời anh chị xem bản quy hoạch. À, và đây là bản quy hoạch của mình nha anh chị, đất của mình là phủ hồng toàn bộ đất ở đô thị ha, à, ngang 15 m, sâu là 16 nè. À, anh chị hình tam giác ha, ra đây một chút xíu là quốc lộ 55 nè. À, đây ra đây là quốc lộ 55, cách mình có mấy chục mét thôi. Còn lên đây là vòng xoay hai con rồng nè anh chị, đây đây là vòng xoay hai con rồng, sau này nút giao cao tốc nó về ngay đây luôn nha. À, đã đang làm rồi nha anh chị. À, sau này anh chị đi cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi về nút giao cao tốc này, đi bộ vào cái sản phẩm của mình luôn. À, ok chưa? À, bên này là tỉnh lộ 41A đi về biển Long Hải, bên này quốc lộ 55 đi về Hồ Tràm ha. Em mời anh chị xem vị trí ở đây ha. Vị nhà của mình đây nha anh chị, ra đây quốc lộ 55 nè. À, rất là gần ha. Đây là cổng chào Long Điền, còn bên này là cổng chào Long Hải, hai cổng chào liền kề nhau này. À, bên này là tỉnh lộ 41A đi về biển Long Hải ha, quốc lộ 55 đi về Hồ Tràm. À, ngay vòng xoay hai con rồng, vòng xoay vũng vàng nha anh chị. Nút giao cao tốc sau này đi về đây anh chị đi bộ vào căn nhà của mình này. Còn hướng này là lên thành phố Bà Rịa ha. Hướng này là đi lên quốc lộ 51 đi lên thành phố Bà Rịa đây anh chị. À, vị trí ngay trung tâm cực kỳ đẹp nha. À, đi về biển thì nó mất khoảng tầm 8 đến 9 km thôi, biển Long Hải ha. Còn đi về biển Phước Hải thì nó khoảng tầm là 10 km nha anh chị. À, mình là giáp với thành phố Bà Rịa nha anh chị. À, còn về trung tâm, còn về trung tâm thành phố Vũng Tàu thì nó mất khoảng tầm là 12-13 km nha, khá là gần. Và đi theo quốc lộ 51 đi về Phú Mỹ, đi về trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm là 85 km. Anh chị quan tâm inbox cho em nha, ngay đi cổng chào Long Điền, cổng chào Long Hải luôn. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.